Hey, xin mến chào cô chú đến với kênh là cây kiển của tôi cũng như kênh bonsai mini TNCT. Thì hôm nay là ngày 5 tháng 7. Hôm nay còn tiếp tục lên ba cái combo phôi linh sam siêu hoa. Thì cô chú mình thấy ưng combo nào thì liên hệ vườn con nha. Thì hôm qua hôm kia con lên ba combo thì cô chú mình cũng đã mua hết ba combo rồi, con cảm ơn rất là nhiều. Bữa nay cũng ba combo siêu bông nữa nha. Nói chung là giá rất là mềm. Trước khi giới thiệu mấy cái combo này thì con giới thiệu mấy cây lẻ trước đi. Nói chung là một cây 80.000, giá là chưa có bao gồm phí vận chuyển nha. Còn cô chú mình mua số lượng là 3 cây là 240, vườn con bao ship luôn. Hiện tại là những cây siêu hoa bên vườn con á là quấn quái rồi trồng ở dưới đất, thì nuôi dưỡng là khoảng chừng một năm mấy, gần 2 năm, và hiện tại được vườn con bứng lên xong rồi vô chậu lại, cây đang phát triển rất là tốt, rất là ok đó. Giá hiện tại con đang bán là 80.000 một cây, nhưng nếu cô chú mình mua số lượng là 3 cây là 240.000, vườn con bao luôn phí vận chuyển cho cô chú mình ha. Còn ở đây con có cái combo mã số 14 đây, con quay lên cho cô chú mình xem mã số 14 nha. Ưng combo nào thì liên hệ vườn con, ở đây nó có rễ nè. Nếu như cô chú mình á thích một cây này mà cắt thành hai cây thì cô chú mình cắt ngay vị trí này nè, hoặc là cô chú mình cắt vị trí này mình làm cái cây quái luôn ha. Mình ở đây có thêm một cây, nhưng mà ở đây có một cái cây quái nữa nè. Nó có rễ là nó chắc chắn sống rồi cô chú anh chị đó. Thành cái cây hình chữ V ha, nhưng mà cô chú mình thích quái thì mới cắt thôi, còn không thích thì để nguyên cây như vậy chơi. Này là combo mã số 14, hai cây dáng bay ha. Cây dáng bay này thì con cắt nó chừa nó hơi cao tí xíu, đúng ra lẽ ra là cắt ngay vị trí này để coi gì cô chú mình làm dáng đổ đây nè, nhưng mà con chừa nó hơi dài thì về cô chú mình cắt lại nha. Hai cây đó với một cây quái trực lên, nó quấn trực lên như thế này. Rồi mã số 14 nha, 240.000 bao phí vận chuyển luôn. Đó, mã số 14 240 bao ship luôn nha cô chú anh chị. Sâu nè. Nó ăn ấy tối ngày luôn. Ăn lá. Tiếp theo là combo mã số 15, cũng là một cây dáng quái rồi nó trực lên như thế này. Đó, quấn quái rồi đứng lên. Mã số 15 nha. Cây này quái xong rồi nó bay ra. Đó, cây này là quá dị cà na luôn. Đó, cây này là quá dị cà na luôn nha. Mã số 15 cũng là 240.000 bao ship. Tiếp theo là mã số 16. Đó, mấy cây này đang rất là khỏe, nó cho hoa luôn nha cô chú. Đó, quả chưa? Mã số 16 nha. Đó, đây, ở đây có thêm một cây nữa nha cô chú anh chị. Cái này cô chú mình cắt ra là ở đây nó sống mà, là mình được hai cây rồi, một cây làm dáng đổ, một cây làm dáng trực. Nó mã số 16, giá cũng 240, vườn con bao ship. Thì cô chú mình thấy ưng thì liên hệ vườn con, số điện thoại con để trên tiêu đề nha. Rồi con cảm ơn, con xin mến chào.